ban giám khảo, kính thưa các quý vị. Xưa kia lễ hội gào cào thường do các gia đình người Mông giàu có đứng ra tổ chức nhằm thực hiện nhằm mong thần linh ban cho năm mới nhiều con nhiều cháu, lúa xếp đầy bổ, ngô treo đầy gác. Dần dần gầu tàu có nhiều gầu tàu trở thành lễ hội vui xuân cầu phúc truyền thống của bản làng, mong cho mưa thuận gió hòa, người người mạnh khỏe, nhà nhà yên vui. Hội được tổ chức sau Tết Liên Láng trong Tết Xuân. Lễ hội chia thành phần lễ và phần hội. Ở phần lễ, những nghi thức mang tính truyền thống của dân tộc Mông, việc cúng lễ do thầy mo làm chủ, chúc cây nêu được dựng sáng, thầy cúng cầu mưa thuận gió hòa trong năm mới để người dân có một mùa màng bội thu, gặp các cặp vợ chồng chung sống hòa thuận đoàn kết, bản làng ấm no hạnh phúc. Do ngày nay lễ hội gầu tàu đã trở thành một văn hóa cộng đồng, có người hướng có hướng mở, được tổ dạy tổ chức và diễn ra tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lai Châu, thu hút nhiều khách du lịch đến xem vui hội. Vì vậy việc tái hiện không quá chú trọng đến tính đúng sai của nghi thức, mà chú trọng tới việc nghi thức đó được tái hiện sinh động và hấp dẫn ra sao, vừa đáp ứng nhu cầu tâm linh của đồng bào, vừa cởi mở được phục vụ du khách mong muốn khám phá và trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo trong ngày hội. Hôm nay, trong không khí tưng bừng của lễ hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 tại tỉnh Lai Châu, chủ lễ Ma A Phử ở bản Xìn Phải, xã Giào San, huyện Phong Thổ xuống thành phố Lai Châu là một phần lễ trong lễ hội cầu tàu. Do thời gian có hạn, cho nên những lý trước và sau của lễ hội cầu tàu sẽ được lược bớt. Tại đây, thần chúng sẽ được tái hiện lễ cầu bình an là phần lễ chính trong hội gầu tàu của người Mông xã Giào San, huyện Phong Thổ, với sự tham gia của anh em người Mông xã Sùng Phải, thành phố Lai Châu, xã Tà Lèn, huyện Tam Đường và xã Tà Ngảo, huyện Sìn Hồ. Sau đây đoạn trích đoạn trong lễ hội gầu tàu của người Mông xã Giào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu xin phép được bắt đầu. Sau thời gian họp bản thống nhất chọn ngày chuẩn bị lễ vật, trước ngày lễ diễn ra hội cầu táo, thanh niên trong bản lên rừng chọn một cây sa mu có ngọn hướng về phía đông hoặc phía nam, không bị gãy ngọn, mang về ngay bãi đất trồng để chuẩn bị cho một phần lễ. Trên ngọn cây được thu một được cho một tấn vải mang với hiện xu hướng tổng thể áo lễ hội cầu được tổ chức tại đây. Chúa tề nhỏ tôm đầu tề thái tề nhĩ tề đủ đa về tổ tiên xây dựng xong đã quát tặng chiếc thầy cúng đứng trước cây đều vừa ôm con gà trống vừa lạnh vừa và khấn xin được tổ chức lễ hội. Hôm nay dân bản chuẩn bị tổ chức lễ hội được cả thần ở đây kêu hãi bảo vệ cho ngày hội được diễn ra vui vẻ, bảo vệ cho mọi người đến chơi vui hội được may mắn. Có thể hai mùa sẽ được nhỏ thì sao có lá cho chúng ta tổ lá bây giờ thấy tôi sản sinh thứ tỷ thứ cùng thứ một đồng bạn để thấy tôi có sinh hết tàu sinh hết bể sinh tây sinh chia tổ tổ tây tổ quân tỷ nào được chúng ta bây giờ hai mùa chỉ tạm đủ theo tôi nếu cả có đó sản sinh thứ tỷ đồng bạn thứ tỷ thứ cùng thứ một khấn xong, thầy cúng dẫn đoàn lễ đi quanh cây nêu thành hai lượt, mỗi lượt ba vòng, vừa đi người phụ nữ trong đoàn lễ vừa hát cầu chúc cho mọi việc trong lễ hội được thuận lợi,
mọi người đến lễ hội vui vẻ và bình an. Khỏe lên. Thầy và những người giao giờ sẽ ngồi uống nước nói chuyện đợi cho đến khi gà được làm chín mâm lễ chín gồm một con gà, một bát cơm, hai chén rượu xếp ngang trước mâm, giấy bản mở. Những vật là những con vật nuôi lương thực quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày được dân bản nuôi trồng đóng góp với lòng thành kính. Bây giờ là lễ cúng chính. Hôm nay ngày lành tháng tốt, người dân trong bản tụ họp lại để tổ chức ngày hội cầu tài, mời thổ tổ công, tổ địa, thần núi, thần sông về đây để làm chứng phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cây cối tươi tốt, con gái khỏe mạnh, học hành giỏi giang,
làm ăn phát đạt, nuôi con trâu, con ngựa, con lợn đẻ nhiều con gà đẻ nhiều trứng. Các cặp vợ chồng sống hòa thuận, đoàn kết, bản làng ấm no, hạnh phúc. Rồi, tối nay là truyền hình trực tiếp tại VTV2. Thế là rất mong các thầy cô giáo nhắc nhở các cháu là cười cho tươi. Lên hình cả thế giới xem. Nhưng mà đừng có ai ghi số điện thoại lên chán nhé. Rồi, đoàn Hà Nội khi nào xong rồi nói nhá. Một phút rồi đấy. Cũng xong, thầy tiếp tục mời người già ngồi đợi để thụ lễ. Còn những người phụ lễ uống rượu xong thì múa khèn, ca hát, chúc phúc cho tất cả mọi người. Mời các đoàn nghệ nhân, các đoàn nào xong rồi chúng ta đều lại vị trí để có cái màn chào đầu tiên ạ. Các đoàn nghệ nhân của các tỉnh về nhanh về vị trí để đang làm màn chào đầu tiên. Alo, đây là tất cả các lãnh đạo của các tỉnh mời diễn viên dân của mình về sân khấu để lên màn chào đầu tiên ạ. Từ đây, ai biết hát thì hát, ai biết múa thì múa, ai chơi trò chơi thì cứ thỏa sức, tranh tài. Mỗi nội dung của người chơi đều tự giác phân định thắng thua. Vì thế cuộc vui trở nên náo nhiệt cho đến khi tan hội. Sau đây
Xin kính mời quý du khách cùng tham gia các hoạt động vui chơi trong lễ hội cầu. Sống của bà con biên giới, thưởng thức những đặc sản với cả con đồ trên chợ, cùng chứng kiến những tin tức sinh hoạt